theo chương trình. Chúng tôi xin trả lời khán giả Nguyễn Mạnh Toàn có số điện thoại là 0976, 3 số cuối là 898 ở Thanh Thủy, Phú Thọ hỏi như sau. Nhà tôi nuôi đàn lợn 10 con, tôi đã nuôi được 30 ngày nhưng mà thấy lợn cứ cắn nhau, rúc bụng lẫn nhau, lồi rốn 1 cm, đỏ rốn, đã bị 3 con trong 3 ngày. Tôi đã cho dùng thuốc thú y, xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời anh Toàn lắng nghe những tư vấn của chuyên gia cho câu hỏi của anh. Vâng, xin chào anh Toàn. Thì với cái dấu hiệu lâm sàng như vậy thì tôi cho rằng là thứ nhất là đàn lợn là nó bị cái hiện tượng viêm rốn do cái húc vào nhau, cho nên tạo hiện tượng bị viêm rốn. Thứ hai, cái nguyên nhân căn bản, cái hiện tượng gọi là cắn nhau rồi là húc vào nhau, thì cái nguyên nhân chính là do vấn đề thiếu khoáng chất và vitamin. Một vấn đề thứ ba mà cũng có thể xem xét, nếu như chuồng nuôi mà nó mất vệ sinh quá thì chúng ta cần phải thực hiện vệ sinh chuồng nuôi, thì như vậy nó sẽ an toàn. Thế trong trường hợp này thì tôi tư vấn cho anh Toàn là nên dùng cái cồn iodin 10% anh sát trùng ở chỗ rốn nó bị viêm, sau đó anh dùng thuốc penicillin kết hợp với streptomycin, anh bôi lên trên đó một lần trên ngày và có thể 5-7 ngày liền hết hiện tượng bị viêm rốn. Thế và để chống cái hiện tượng mà húc nhau á và cắn nhau á, thì anh cần phải bổ sung vào trong thức ăn vitamin ADE, vitamin B complex và khoáng chất premix vào trong thức ăn, cho ăn hàng ngày, cho ăn liên tục trong vòng 1 tháng liền. Mà khi nó đủ cái hàm lượng vitamin và khoáng chất thì hết cái hiện tượng nó sẽ cắn nhau. Và tất nhiên cũng không loại trừ khả năng là vệ sinh chuồng nuôi bẩn quá thì cũng có thể dẫn đến hiện tượng cắn nhau. Cho nên là nếu thấy chuồng nuôi bẩn quá thì cần phải thực hiện vệ sinh chuồng nuôi cẩn thận, sạch sẽ thì nó sẽ hết hiện tượng đó.